chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Tôi đúng phải là chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại bản làng mới, bản làng Caboto nha các bạn. Thì ngày hôm nay, như ngày hôm qua đấy, thì anh em mình đã đi sang bên cái chỗ trang trại của người Bồ Đào Nha. Thì hiện tại cái thực tế đấy là tình hình rất là khó khăn. Đấy thì hôm nay anh em mình tiếp tục quay trở lại đây là sẽ đi thêm một vòng nữa các bạn. Bây giờ phải đi liên tục để xem khám phá cái chỗ này là như thế nào. Đấy, phải đi thì mới biết được các bạn. Thì đúng mà về là Usop Baton thì Usop Baton là Banco. Usop Baton vai đua Pitali. Sí, sí. Ok, ta bên. Ừ. Bà trưởng bản là hiện tại đang bị ốm nhưng mà trời hiện tại bây giờ đang thay đổi thời tiết. Hiện tại bây giờ đã gần như là hết mưa rồi các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Đấy, còn mưa được trần nào thì mưa, còn không là sẽ hết, bước sang một cái mùa lành là mùa khô hanh. Đấy, mùa này mà không còn nước, tất cả những cái chỗ nào ở đất đai của người dân bản là sẽ không trồng trọt được một cái gì nha các bạn. Thêm một chú và giá qua gì acabou? Não, acho ainda assim, tá se esticar bocado. Mas quase acabou? Já vai acabar. Vai ficar tempo, fica frio, né? Vai, já vai ficar frio. Ok, tá bem. Então, esse hoje eu quero saber rio aqui, é um rio para bovo tirar água para beber, é onde, afinal? O rio tem que tirar aqui, mas é que o rio aqui não temos, isso aqui é do branco. Aí é? Esse rio aqui... Desse lá em cima no branco. Nós aqui em cima não temos rio. Então, do vosso ele em cima lá? Sim, lá em cima. Ah, todo o terreno aqui, tudo aqui são do branco? Isso aqui dentro do branco. Aqui vai até lá? Até mesmo lá no rio, é lá do branco. Aonde fica o rio, é só o terreno dele, né? Sim, sim, onde que tem o rio, é só o terreno dele do branco. Então, quando você parece o ar de água, só vai decantar o rio? Só catar aí no rio, só, mas aqui já não chega, aqui, o povo aqui não tem água. À, nó tem água? Nó tem água. Đấy, bạn, đấy, toàn bộ cái suối giờ, cái chỗ này là suối, gọi là suối là mùa mưa nó chảy về thì gọi là nước chảy quá đấy, thì người dân đến đây lấy, bạn, nhưng mà toàn bộ cái đường mương nước này là nằm trong cái chỗ phân đất của người Bồ hết. Đấy, cũng phức tạp anh ạ. Bởi vì mày, anh em mình đi đâu thì em thấy đấy, cái chỗ hỏi đất chỗ nào cũng thấy cầu toàn cũng cái trắng, cái trắng. Ê, thì đù mi liu, đù mà sang quê sang tâm anh đù bà đăng cú? Esse aqui. Sim, tudo é só do branco, né? Você está no lado do branco. Tudo ele? Esse aqui. Tudo? Tudo aqui, depois aqui, mas não chega nada. Ah, daí lá por dentro, quando já não nam via trên đỉnh, như còn gọi trên đỉnh ấy. Nam dọc cái này, suối thì thường là nằm bên giữa. Còn hai cái giữa suối là hai bên là đất đai là toàn bộ là của người Bồ. Tổng tất cả diện tích là 167 ha. Là hôm qua anh em mình đã đến. Đấy, người ta cũng nói bán nhưng mà chắc là cũng không được ở đấy đâu các bạn, không được đâu, của người Bồ Đào Nha thì anh em mình cũng không là gì nữa. Giờ phức tạp một cái như thế này là cái con suối này đi chính giữa của đất của người Bồ đấy, đấy đó là người ta quản lý thôi. Toàn bộ chỗ đất này là của người ta các bạn, nên nếu mà chỗ này mà bơm nước chịu khó bơm nước lên đến trong mà nước này, nhưng mà toàn bộ đất của người ta. Esse terreno é são do dele, né? Ah, esse é dele. Tudo dele. É dele, é do branco. Ok. À, trong bản này toàn người già các bạn này, toàn người già hết, trong bản là toàn người già. Già esse hoje do nosso do que vamos povo tem de levar do nosso vai do rio para ver, já? Eu do nosso quero para ser de povo sempre tirar de água onde para usar, já? Tá bom? Obrigado. Tá bom, né? À, các bạn, toàn này, con nít về là người già các bạn này. Đấy, vamos, thuyền đi. Thuyền đi. Giờ mà về lâu, toàn người già các bạn, toàn người già hết, trong bản là cũng chắc là cũng có thanh niên thôi, chứ mà thanh niên chắc là cũng đi làm thuê các bạn, chứ ở trong này là gì mà ăn mà sống đâu. Đấy. Đúng rồi, các bạn nhìn này, đống như kiến cỏ luôn. Những cái chỗ nào trồng trọt được là của người Bồ Đào Nha hết, đấy toàn bộ này. Ở bên này không thấy các bạn này. À, đúng mà về lâu, về aquí ainda. Esse daqui? Esse também do branco? Sim, esse aqui só plantaram um macete branco lá. Tudo dele? É de lá, do branco. Agora, các bạn cùng hình dung mình quay video này, các bạn chắc là phải đi thực tế thì nó mới rõ hơn. Nhưng mà để mình nói là giải thích để rõ hơn, để mọi người hiểu là cái mảnh đất ở đấy thì gọi là cái toàn bộ cái đường suối nằm như thế này, là hai bên gần suối là chạy dọc dài như này là toàn bộ là của người Bồ Đào Nha, còn của người dân là mãi tỷ trấn kia, bạn, mãi tỷ trấn kia đấy, đất bỏ hoang các bạn này. Esse ele não planta de nada aqui. Aqui não plantou nada aqui. Outra vez quando botei boi aqui. Sim. Ele não utiliza para que isso não vai entrar aqui no terreno dele. Đấy, mình hôm nay cũng mang flycam cam đi để bay để xem nào. Đấy, của người Bồ hôm kia anh em mình đi là ở bên kia các bạn, ở bên kia kìa.
Esse lá é som do Portugal, né? Lá, né? É, do Portugal, é lá. Lá ele te balança de Translésina, né? Ele é tudo assim, do, em do branco. Tá vendo como tudo meteu, aqui, como, lá. Isso, como ele meteu isso aqui, é para o boi, para não entrar aí. Tá vendo como meteu isso aqui? Ah, ok. Para não entrar lá dentro. Sim, senhor. Não quer que entre aí. Aí, mano. Dá esse... Chỗ đây các bạn, mánh mông luôn này. Chỗ đấy nó trồng cái gì là để cỏ cho bò ăn đấy em? Để nhưng ở bên người ta nuôi bò mà các bạn. Đấy, nuôi bò nuôi. Đấy, ta cũng đã còn đồ gì đấy. Anh thấy sự gian đơn để kêu riu. Sí señor. Bác tên là? Ê, anh chú tu tuế Brang. Tu tu Brang cũng. Đấy bạn đấy. Brang. Cái này toàn bộ là của người trắng, của người bò hết các bạn. Brang. Đấy còn trong khoai lá các bạn, cái đấy là nhiều như người ta là thuế. Thuế nhân công ấy là chăm sóc vườn quýt, vườn xoài, vườn cam đến đấy các bạn. Xong lúc đấy là cho người làm thuế đấy, là cuộc được thằng nào ở chỗ nào ấy thì trồng đấy. Đấy kiểu là như vậy nhưng mình cũng không rõ đâu các bạn. Đấy, toàn là chỗ nào đẹp là của người ta hết. Người dân là nằm ở phía trên sườn đến kia các bạn, có còn nước đâu. Không có đất để gần đấy để mà canh tác được, cái chỗ nào đẹp là của người ta hết đấy. Cái này cũng phức tạp đấy anh nhỉ. Bản này thì cũng là bản này là thật với mọi người là cũng rất là phức tạp, vì là toàn bộ là hầu như là người già chiếm tỷ lệ cao với trẻ em đấy, cho nên là giờ anh em mình cũng đang rất là đau đầu, cho nên phải trước mắt là phải đi tìm hiểu để rõ mọi người nguồn gốc cái nào. Một hai hôm cũng chết nọt lấy tất cả những cái điều gì các bạn, nói chung là phải cả tháng trời đấy. Vì hiện tại đang còn có 4 đến 5 bản nữa thì anh em mình phải đến bản này xong rồi đi bản khác nữa để tìm hiểu cái địa hình nó như thế nào, có gần nhau hay không, để mà cái bản khác nếu mà có đất ấy, thì sẽ gom lại những cái bản này đi lại với nhau là sẽ tiếp tục trồng trọt. Đấy bây giờ đấy là của toàn bộ là của người ta hết ấy. Ê chị tu đua cái đúng mà về đúng không? Tôi chỉ tu branco. Mấy các bạn nhìn này, người dân này, từng đoàn một đây, người sẽ đông này, người già chồng gầy đi này. Mấy về luôn vai có skill đen đó. Đây các bạn, toàn là người già, trẻ em, chồng gầy, thanh niên, còn có một số ít thôi. Đây, cả đoàn dây răng giặc chứ. Đấy. Đấy, có cụ thì đang chồng gầy các bạn. Đấy, chồng gầy cái đâu kia. Đấy, toàn là người già, rất là thương các bạn, cái hoàn cảnh ở đây rất là khó khăn luôn. À đây các bạn, đây là bác phó bản, đấy, bác ấy cũng rất là ngại ngùng vì là lần đầu tiên bác ấy mới đi với anh em mình quay những cái thước phim này. Kể cả bác trưởng bản cũng vậy các bạn, rất là ngại ngùng, người ta sờ con đang ngại đấy các bạn, không phải sờ đâu, thì kiểu đang ngại trước camera đấy. Đấy, giống như anh em mình lúc đầu cũng như vậy thôi. Đấy, bởi vào bản mới sẽ tập chân cho các bác ấy quen. Dạ, sốp à, em sẽ đủ bố vô aqui xong tu đuê xong đủ mai về luôn. Dạ, o povo é muito. Sim. Com as crianças são muito mesmo. Ah, é? Sim. Então nasce bué esse para quê? É muito. Aqui nasce muito. Tudo esse são do mais velho. De homem trabalho. Esse não. Ah, não parece? Foi onde? Esse já não consegue trabalhar bem. Sim, eu sei. Não consegue trabalhar. Thế bạn này, toàn bộ là người già này, trẻ em này, còn đi kỳ đóng có đi học hành gì đâu, không có trường học, không đến trường, đấy, không đến trường, cứ đi theo bố mẹ như vậy là chưa có gì ăn đấy các bạn. Đấy. Các cô các cụ này. Mai về là tôi đúng không anh? Yeah. Xin tao với anh. Đấy, giống như những người ở trong bộ tộc đấy các bạn. Ok, xin. Nói gì? Dạ, ở đâu? Ở đâu Rio anh đi shop à? Aquí. Ở bố sẽ gala la về đấy. Dạ, xin. Toàn là trẻ em với người già. Cái bản này thì hiện tại anh em mình phải tìm hiểu rất là nhiều nữa đấy các bạn. Tí nữa anh em mình sẽ bẫy một dọc fly cam nữa. Đất đai không có để mà trồng trọt đấy các bạn, đây là nguồn nước thì không. Các cụ già chồng gầy đi xuống nhìn cũng rất thương đấy các bạn. Mình cũng hôm nay cũng bảo các cụ già là ở phía trên đi, anh em mình đi xuống đây để xem một vòng như thế nào đã. Nhưng mà các cụ bác trưởng bản, bác phó bản bảo là cứ đi xuống đấy, người dân thấy mình vào là vui mà các bạn. Hết đi. Đây của người ta trồng các bạn, hành các thứ này. Cái liên sàn đó để vào gà nhá. Đấy có kệ. Đấy các bạn, chỗ nào có nước là người ta của người bô hết đây. Chứ còn mà chỗ nào không có nước là của người dân nằm ấy. Các bạn nhìn thấy đấy đúng không? Đấy là cái sông à? Sim, aqui é que é o rio. Rio? Mas é do branco. Do branco? Ele controla tudo a água, é dele. Ah, é? Não, porque está no terreno dele. Ah, é? Sim. Essa água lhe pertence. Ok. Đấy các bạn, đấy là nguồn suối đấy các bạn này. Tính ai qua kia?
Tem, porque tem muito bolso. Aí tem lá, água. Aí vai suar. Hã? Aí tem água. Não tem água? Tem água. Vamos. A chuva choveu. Vamos aí para ver. Aí tem água, tudo tem água. Aqui. Aqui tem água. Lá? Tem, lá, lá. Mas é passaram mesmo nesse barro aí. Hã? É passaram nesse barro. Lá. Vamos. Ai, 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 cô ấy, cô thật đó. Vamos. É aqui? É aqui, é aqui. Uống được nhiều các bạn ơi. Chúng ta đẩy nằm trong cái của người bố đấy các bạn. Đấy, ui giời, cái gì? Tính bây giờ ở đâu sốp à? Tem peixe, mas é um bocado. Mas tempo secar, vai ter água? Fica só um bocado, não tem água. Como? Tempo seco não fica com muita água. Não tem muita água não? Não. Đấy các bạn bảo là đấy hiện tại đang mùa mưa cho nên là đang có nước như này, chứ còn mùa khô là sẽ không có nước nhiều như này đâu các bạn. Ê, chị tính bar đúng đấy? Tính bar. Tính bar đúng? Tính bar. Ê, đoàn này vẫn có bùn đấy các bạn này. Thử xuống ngay xem thế nào. À, bố đưa ăn aquí. Hả? Bố tôi đeo mẹ tên này. Quay. Có phải bùn đâu, nhìn đất cứng như này. Ê, chị nó tính bar đúng? Ui. Tá barro, tá barro, tá fundo aqui? Aí tá fundo. Fundo? Hã? Aí tá. Bùn đâu có đâu, anh nhìn này bùn đâu? Vai ali. Não có đâu. Por causa da chuva. Vai lá, né? Não vai ali. Aí não. Hã? Aí não. Hã? Ah, vai entrar fundo. Nada. Eu vou lá. Tá lá. Eu vou dar lá. Fundo assim com a água. Com a chuva. Com a chuva. A chuva quando cai, depois eu... Olha, 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 fundo mais. Fundo mais. Hã? Com peso. Hã? Não, eu vou correr lá. Não. Eu vou lutar tắm, lutar tất cả cái căn này. Esse quanto metro? Esse um metro, né? Esse é um metro. Cái đấy khoảng tầm 1,5 đấy các bạn. Nguồn nước đấy không cách kia là người bồ đến đấy là có nước xả, nhưng mà người dân bây giờ xả không thể xả ngược được các bạn, không thể kéo ngược được lên đến kia được. Đấy, nước người ta đây là nằm ở trong cái diện tích là toàn bộ là khu vực của người bồ đào nhá nha các bạn. Esse água para ele correr vai lá, né? Corre aqui para baixo. Corre para baixo, para baixo. Vai entrar do trem de cima do dele, né? Não, vai entrar dentro. Do bobo aqui não vai conseguir para tirar aqui? Não dá. Vai lá? Não vai. Tá. Mas depois cantar aqui, canta aqui, depois leva. Canta de balde? De balde. Ah. Ở đấy các bạn, chỗ này là lấy nước là để về ăn uống ở chỗ này các bạn, toàn bộ chỗ này. Mà đấy là cái khuôn viên này là nằm trong của người diện tích của người Bồ Đào Nhá. Ra phía cái chỗ ấy. À ra vào một cái chỗ sâu à. Ở phía cái chỗ này. Tu đua cái é trong fundo. Só fundo, aqui é pior agora. É pior? Aqui é pior. Quem cá vai isso aqui? Do Portugal? Não, esse é a chuva mesmo. Não, do Portugal ele cava aqui, né? Ele arranja aqui? Já, arranja aqui para... Người bồ đào nhá toàn bồ nhá các bạn. Đấy, một số, tất cả đang đứng nhìn kia các bạn này. Chứ mà toàn người già và trẻ em này anh em mình không bảo xuống đâu. Chỉ có mấy bác đấy xuống cùng anh em mình đi khám phá cái nguồn nước cái này thôi. Esse aqui também fundo? Tá fundo, aqui tá fundo. Tem barro ou só de areia? Aqui tem fundo, tem barro. Ah, tem barro? Hã? Não vai ali. Tá fundo aí. Aí tá fundo aí. Các bạn bảo đấy, rồi nhiều nó không đẩy nó các bạn. Đây là cái này, các bạn đó nét mưa xuống nó xoay. À. Tá fundo aí. Não vai aí. Ei. Hã? Não vai aí, tá fundo aí. Hã? Tá fundo aí. Fundo. Não vai. Vai. Vou te dar lá. Nada. Hã? Você vai entrar. Tem chakra. Tem chakra. Hã? Tem? Hã? Tem chakra. Tem chakra. Não tem chakra? Vai, tem pecado aí. Nada.
Está lá no fundo. Está no fundo. Tem chacra, né? Tem. Não, meu Deus. Tem correr já. Coloca a chau agora. Chupa. Não vale a pena. É que tem, tem jacaré mesmo? Aí tem, dá no fundo aí. Vậy các bạn bảo là chỗ này là có cá sấu bạn này. Đây gọi là không đại luôn. Tem mesmo? Aí mesmo, aí nós brinca. Aí nós brinca, aí tá mal. Como? Aí tá fundo, tem sagra aí dentro. Tem? Não tem jacaré sal grande? Aí não tem grande. Só tá escondido aí. Grande ou pequeno? É grande. É tipo do copo nosso? Como? Sopa! Aqui tá fundado aí. Foi fundo aqui. Fundo? Foi fundo. Mas você já quando já apareceu uma vez, vê jacaré aparecer aqui? Não aparece, tá escondido aí, porque as pessoas não gostam de ver aqui. Aí é? Não gosta de ver aqui? Só vai buscar água rápido, depois só saiu. Bảo là người dân là không thích để cái chỗ này nha các bạn, không ai thích để cái chỗ này, vì ở dưới này là có cá sấu, có một hai con gì đấy, chỉ có đến lấy nước múc được xong nó chạy về luôn, chứ không dám là đừng ở đây giặt như bình thường là các cái suối khác là người dân đừng đấy là giặt rủ ở đấy các bạn. Vamos soa bố vu ở núng cả vai vai cái bà la va ba nhà đó soa canta qua leva lá leva aqui nós banho. Vai một đi. Não, aqui tem medo já, o povo tem medo já, conhece. Bác bảo là người toàn bộ người dân là sợ, ai cũng sợ đấy cả, các bạn không dám đến chỗ này. Thì anh em mình cũng cảnh sát. Vì ở đây nó giống như một cái đầm lầy đấy các bạn, có cá sấu, anh em mình cũng kinh ngạc ấy. Ê, tem jacaré. Aí tem, aí é perigoso. Sợ đấy các bạn, anh em mình sợ đấy. Kinh nhỉ? Không đại luôn, chắc là cá sấu nó quần quần ở đấy đấy. Tipo do jacaré, ele gira depois fica gira, né? Gira dentro do, depois fica fundo. Depois fica fundo. Đúng rồi, không chắc cái nhiều không đẩy đâu, nhiều cá sấu nó vần nữa các bạn. Bùn này, vẫn có bùn nữa các bạn này, để chân mình có bùn đây này. Esse é são do bar, não é? São do bar. Não vai ali. Não, eu ali. Não, vamos ali. Não, esse aqui não tem problema. Wow, một đi. Các bạn bảo là không được rửa chân ở đâu. Thấy có bẩn thì đi lại đây đi rửa chứ không rửa đấy. Hả? Thế ăn đi. Không đánh thì bình thường là mình thấy chuối. Vamos voltar. Hả? Vamos voltar assim. Ở do Rio anh. Vamos mais lá. Vamos lấy cho con. Các bạn bảo là ở chỗ này là nguy hiểm, không để đâu. Vì là bình thường anh em mình là thấy chuối là người dân chủ yếu là đừng giặt dù. Các bạn cũng thấy đến những cái video của anh em mình quay là ở suối đâu là người dân là giặt dù ở đấy, nhưng mà ở đấy là không thấy người dân giặt dù chứ các bạn. Đấy, nguy hiểm, không ai dám xuống hết, có cá sấu nguy hiểm thật đấy, nghe các bạn nói mình sợ luôn đấy, mình chun luôn đấy. Eo này không mà xin xin ok không ai dám xuống đấy đúng không các bạn. Thank you.
tinh giác cái tinh giác cái ai ai anh nghe anh có xe gala ninguém xe gala ninguém ai vậy tem medo giao phong tem medo vô tem medo tem medo ai bảo là người dân sờ chỗ này bạn sờ luôn số vai bút cà đeo qua ra bây giờ để bố cô này cô này để bố vong vong đấy giống như một cái đầm lầy đấy. Chỗ này mà trồng lúa chắc được ấy. Nhưng mà không ai dám xuống này còn. Ê xe cái tâm anh tinh ra cái đấy. Aqui va alancado, mas ali é que é tricolor. Mas aqui tem bar. Hã? Você entra. Aí é? Sim, aqui também corta a casa d'água aí. Aí tem bar. Nhìn thấy nước là mình thấy cái quán, cứ nhìn thấy nước là nhìn thấy thoát đói thoát nghèo thôi. Em đi ra aqui. Entra aqui. I know. Hã? Aqui. Vô. Ai não. Vô cái này. Vai entrar. Hã? Vai ter. Tem barulho aqui? Aqui fundo. Hã? Aqui fundo. Quem? Aqui fundo, aqui. Fundo? Fica atualizado. Não entra até aí, não entra. Não entra. Tá bem? Olha só. Olha. Cuidado. Não entra aí. Fundo. Tchau. Các bạn nó ngắn mình bảo là không được đấy. Không vay ai. Bảo nó vay. Không vay ai. Hả? Không vay là. Ui rồi. Nó vay. Quần. Ui rồi. Hả? Bảo nó vay. Nó vay tao phun. Tao phun. Mày ai. Aqui chega. Mày ai. Mas aqui não anota aí a do jacaré aqui? Aqui deve ter, porque a passa. Não, porque tá ruim. Anh ấy, nhìn cái này là như vậy, những cái đâm lây là có này. Cái này là giống như gọi là cái gì à? Các bạn nhìn này, giống như cái đâm lây luôn, những cái này là giống đâm lây. Không cách chi người bồ là được nhiều các bạn, nhưng cái này chủ yếu là mùa mưa thôi, mùa hè không có như thế này đâu. Lá núng cà ri a cabo de agua. Não, aquela água não sai. Có cá sấu ở trên kia bạn. Cá sấu là ở chỗ cái vùng hôm nay anh em mình đi lên đấy. Đấy. Là mùa lạnh, mùa nắng là tập kết về đến đây hết. Vì ở chỗ này không có nước các bạn. Cho nên người dân sờ cũng không ai dám xuống đây hết. Chỉ có đến đây múc nước xong rồi chạy về luôn. Các bạn cũng ngắn cả anh em mình đừng có xuống đây. Thấy được nguồn nước ở sưởng nhưng mà không được như mong đợi các bạn. Hả? Cuidado mesmo, assim? Eu vou fugir já, não quero mais aqui. Mas aqui é perigoso. Porque tem uma cara. Ele pega. Então vamos, tende. Tudo assim mesmo já. Está mal aí, é? Está mal. Agora você vai lá, ele comer você ou não? Experimenta. Không ai dám xuống đây các bạn. Không ai dám ở cái vùng này hết. Đấy. Cái nguồn suối này chảy qua ở trong đất của nhà của chủ vườn xoài các bạn. Đấy. Cho nên là người dân bây giờ là không dám đến lấy nước vì có cá sấu các bạn. Có cá sấu. Đấy, chỉ có dám đến lấy thế nào hết nước bị quá chảy lấy là đưa về luôn chứ không dám giặt chủ ở đấy. Vì bình thường như các bản khác anh em mình đi, chỗ nào mà có suối này là người dân tập kết rất là đông. Là để mà lấy nước về tắm đây là ăn uống ở đây. Nhưng mà đấy là cũng có nhưng mà không ai dám xuống đấy các bạn. Ninh cánh xe qua cái para sốt bút ca qua cô rồi nhé. Cho tí là rápido y vai. Vai. Ninh cánh trai về rộp và về aquí lava? No, aquí no es lava. Aquí no es lava. Sola? Aquí no? Aquí no. Vai một đi. Vai một đi. Tem medo, já. Tem medo. O povo tem medo. Aqui só tira água com bebê só. Chắc các bảo là người dân rất sợ đấy. Không ai đến, không ai dám đến đấy đâu. Tem bicho. Mà tem bicho? Essa água não tá bom. Aí? Essa água não tá bom. Ah. Pra tomar, não dá. Aí? É só mesmo. É porque as pessoas, é por isso que tá morrendo muito, que tá doendo muito. É através dessa água. Beber água suja. Ok. Ăn dơ bẩn đi. Sinh bệnh tật chết. As crianças ficam com as lombricas. Ok. Com barriga. Sim, senhor. Através dessa água. Ok.
Đấy, ok bạn, thì ngày hôm nay là anh em mình được bác phó bản là dẫn đi xem cái nguồn nước tại đây. Là nguồn nước này là nằm ở trong cái địa bàn của mảnh đất của người Bồ Đào Nha nha các bạn. Đấy, người dân nó nằm ở phía trên đỉnh bên kia. Đấy, thì hiện tại đây là chúng chỉ có là xuống đấy lấy nước về uống, nhưng mà ở đây là có cá sấu nha các bạn. Là người dân không dám xuống đấy là để giặt giũ gì hết, chỉ có đưa xô đi múc một cái để chạy về nhà là không dám ở đấy là để mà rửa rẻ đấy các bạn, tắm rửa là không dám. Đấy, rất là phức tạp, đấy là thêm một cái khó khăn nữa tại bản làng Caboto. Thì ngày hôm nay là anh em mình đã đi cùng bác, nói chung là đi xem một phần của cái chỗ nước này thế nào. Đấy, nhưng mà tình hình cũng không khả quan lắm đấy các bạn. Vì toàn bộ chỗ này là nằm trong của người Bồ Đào Nha, mà của người dân ở trên kia là đi lên đến kia là phải khoảng tầm 1-2 cây nữa các bạn mới đến nơi. Bây giờ mà dùng máy bơm để hút được nước lên đến đấy chắc là cũng không đến nơi được đến này đúng không? Hay khoảng tầm 2 cây số mà giờ mà hút được lên đến kia thì đúng là gặp muôn vàn khó khăn đấy các bạn. Đất đai thì không có hiếm. Được cái chỗ nào đẹp thì của người Bồ hết rồi. À, xin ta đu ru. Ta đu ru. Hả? Ta đu ru mesmo. Tá duro mesmo? Depois é uma subida. É subir, ah. É subir. Sim. Subiu lá? Tem subida. É sim, porque assim. Ele fica assim, ele não fica direito. Ele subiu assim. Thôi thì ngày hôm nay là anh em mình cũng sắp xếp thời gian này để xem cái nguồn nước thế nào các bạn. Anh em mình sẽ tiếp tục khám phá những cái điều thú vị hơn tại bản làng Caboto. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi Châu Phi cho các bạn. Chào các bạn. Dạ tao ông sơ mà. Dạ, hoje assim vou andar assim para visitar. Quero ver o quê. Do água. Mãe aqui tem jacaré, eu vou bem essa coisa para cultivar, já? Ah, já bom, tá bom ou não? Tá bom, tá bom. Vai ter bama! Já! Thôi bây giờ để cho các cụ đi lên bên kia các bạn, đường ngại bài xa. Já, thuyền đi já. Vôn ta là đu xôm ra, đu cái đánh ra já. Thấy bây giờ đi đến trên nhà thờ là khoảng 2 cây số các bạn, khoảng 2 cây số. Đi bộ, gần 2 cây đấy. Anh em mình càng đi gặp phức tạp. Thôi bạn này đúng gặp rất là nhiều cái khó khăn đấy bạn. Bạn trở nên phức tạp đi, bạn nó càng phức tạp. Con cả thứ này. Thế anh đi, thế anh đi.